Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin Ngay bây giờ là 12h52 phút trưa uh, Ngày 18 tháng 9, 2023 Vừa nói vừa rồi mình nói là 15 phút nữa mình làm okay? Nhưng mình học nó chưa xong ok Nhớ là những cái data tài liệu này thì mình phải Phân tích nó một cách kỹ càng Bởi vì mình đang nói về giá, giá, giá uh, đầu tư okay? nhiều lúc mình ứng mình nhắn là 15 phút nữa nhưng mà 35 phút nữa mình mới thâu cái video này thì mình nhớ bất cứ lúc nào mình thâu một cái video sau khi mình gửi mình đều ghi trên đây đã gửi đã gửi đã gửi thì nhớ chủ yếu là bằng cập nhật thông tin ở trên đây. Mỗi ngày bất cứ mình làm một cái thứ gì ở trong cái trong cái thị trường này đúng không? Thì mình đều đang ở trong đây giống như hôm nay là mình nói là mình sẽ ở tới 5 giờ. À, 5 giờ mình nghỉ ngơi một tiếng, sau đó là mình quay lại là đẩy nó tới 11 giờ. Ok, có thể 11, 12 giờ Ok Thì tất cả mọi thứ mình làm trên đây Nó đều nằm ở trên đây hết Ok à, Và mình sẽ bắt đầu Trong cái tháng này Mình sẽ đăng rất là nhiều thông tin Về tiền điện tử trên cái nền tảng này Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày Ok Nó là tiền Academy Nằm ở đây Lấy tên thằng cu này Dán vô đây là bạn có thể tìm mình Ok Vậy thôi, tiếp tục Video này nói về Bitcoin à, Về Nghe về lãi suất cái ngày 20 tháng 9 này Nghe có nghĩa là hai ngày nữa à, thứ tư đúng không thứ tư thứ tư bước qua thứ mình nghĩ là bước qua thứ để mình chơi coi lại thứ bước qua thứ 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 năm à, một hoặc hai giờ sáng thì mình, để mình mình chuyển cái giờ nó đã cái giờ nó xảy ra sẽ là 2 giờ pm ở bên mỹ thì chuyển nó qua giờ việt nam thì mình đã chuyển và mình sẽ làm một cái video về cái lãi suất ok về lãi suất ngay bây giờ thì là 99.99 99 phần .99, trăm là đang suy nghĩ là cái lãi kỳ này nó sẽ giữ như vậy và tại sao là nó giữ như vậy ok mình sẽ phân tích dựa theo bao nhiêu cái đợt tăng lãi suất rồi tại sao nó giữ như vậy và nếu nó giữ như vậy thì cái thị trường nó sẽ như thế nào cái uh, thấy thứ tư này ok thứ tư hay là thứ năm này ok thì mình sẽ làm một cái video phân tích một cách kỹ càng cho bạn ok về giá thì ngay bây giờ là con giá của nó là 26.664 À, tắt đi tất cả mọi thứ thì vừa rồi là nó có một sự bập bên uh, cuối tuần gọi là rai ra ok nhớ là lúc nào mà mình cũng chia sẻ cho bạn là đây là mình đang nằm trong khung 1 giờ cuối tuần là chỉ đóng băng đóng băng đóng băng là ngang 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 ok bởi vì sao bởi vì nó thiếu những con cá voi trong cái thị trường thì thường thường nó là vậy ok à, ngoại trừ nó có một sự chỉnh sửa của market maker ngoài ra thì nó cứ lên xuống lên xuống bập bến thôi không có gì hết ok và vừa rồi là đầu tuần là nó có một sự bay bóng đây ok những cái giờ vừa rồi thì về đếm sóng thì về đếm sóng thì vừa rồi là mình đã vượt qua năm cái sóng đen này rồi nè rồi ba cái sóng hồi là bát sóng xanh nè rồi sau đó là năm cái sóng lên này okay. về đếm về nếm sóng về đếm sóng xanh thì mình cũng đã kết thúc năm sóng xanh luôn rồi thì ngay bây giờ là mình chuẩn bị qua ba cái sóng và mình đã cũng đã kết thúc nghe ba cái sóng hồi ok ba sóng lên năm sóng lên màu đen nè sóng xanh ba sóng hồi năm sóng lên màu xanh ba sóng hồi Ok thì ngay bây giờ cái việc kế tiếp á, là xác suất là nó sẽ đi lên nữa Ok là cái sau um, sau khi cái năm sóng thì nó có ba sóng hồi rồi đâu đó là cái kế tiếp là cái năm sống lên những cái năm sóng lên này 1 3, 4, 5 nó quan trọng là nó phải đánh vỡ cái con này nghe nó phải đánh vỡ cái uh, đầu tiên đánh vỡ cái con này cái okay, 26.900 nhưng mà cái quan trọng cái con giá nó vẫn là vậy 27.500 27.500 27.500 Ok rồi sau đó nó còn một cái đỉnh nữa để vượt nó vượt là 28.100 mấy Nằm ở đây Nè First proof Ok đây là một sự chứng tỏ Nó phải chứng tỏ nó First proof Ok uh, Mình xin lỗi bạn mình Muốn chiếc chiếc cái tăng cu này Ok qua đây cho nó nhìn cho rõ hơn Thì đây Nha uh, Ok lấy cái thằng đỏ này bỏ anh đây Ok Vẫn là 27.500 27.500 27.500 Vẫn vậy chứ không có khác gì hết Nha Thì nó vẫn vậy uh, 5 cái sóng này lên Nó có đánh vỡ được cái 27.500 không? còn không có xác suất là vẫn xuống xuống và xuống nha xuống à, để làm sao mình biết cái tín hiệu là bây, bắt đầu quay đầu đi xuống thì nó sẽ cắn những cái 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 đầu tiên nó sẽ cắn cái 26.250 ok thì nó nó cắn thẳng xuống luôn ok đây là một cái là lúng mà nó đi lên nó là cái kháng cự ngay bây giờ nó là một cái chống lần 26.250 rồi đây đây là cái, 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 gọi là cái tín hiệu thứ hai cho bạn 26.190 là mình biết cái sóng đã, đã thay đổi rồi rồi sau đó là 25.300 25.300 thì đây là những cái nến À, nếu nó cắn thì mình biết là cái sóng đã, đã thay đổi từ xuống từ từ lên nghe lên ngắn hạn trở thành xuống nghe xuống xuống ok à, riêng ngay bây giờ ok có những con giá mình à, mình để nó qua một bên để gọi là nó để cho nó giải thích cái, nó dễ dễ, dễ hiểu hơn mình cần nắm sóng đi lên rõ ràng cắn con này ok thì đó mới là nói lên cái câu chuyện là sóng đã thay đổi từ xuống đổi thành lên xuống đổi thành lên còn mà năm sóng đi lên mà không cắn con này xuống lại thì có nghĩa là cái cái trend đã thay đổi và xuống lại thì đây là những cái nến mà nó nói bạn kia nó lại xuống lại rồi nó đã xuống lại rồi ok um, bởi vì nghe bởi vì tại sao là cái xác suất là 99% nó là không tăng rồi không tăng sẽ giữ cái lãi suất vừa rồi ok và thường thường á cái fed to watch này nè cái phần trăm chính xác cực kỳ cao thì nếu mà người ta là trước khi một cái thống kê đã ra mà người ta 99% là đã biết nó ra như thế nào rồi thì thị trường nó có bài bỏng hay không thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn nó một cách kỹ càng cho bạn ok và nếu nó ngưng như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra cái okay? nó ngưng tương lãi suất thì chuyện gì sẽ xảy ra à, mình cứ ghi vài thông tin xuống để mình coi thì mình có bỏ lỡ một thứ gì không ha ngắn hạn thì ngay bây giờ bạn sẽ có một cái sự bập bên đi lên ok bởi vì nếu mà để về đếm sóng thì đây là sóng năm rồi ok và sau và sau đó nó có ba cái sóng hồi rồi thì bây giờ là nó gọi là bập bên năm sóng đi lên nhưng mà bất nó đi lên như vậy nó có thể phá vỡ đi xuống bất cứ lúc nào nếu cái sóng số năm chưa chưa có xong nó có thể lên tới sóng sóng ba nó phá vỡ đi xuống cũng được nghe nhưng chỗ này những cái đây là những con giá nó rất là quan trọng ngay bây giờ ok nếu không vượt qua con này với năm sóng thì nó là xuống 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 xuống, xuống. vẫn dưới con này là xác suất là vẫn xuống 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 trong không có gì hết nha. Có thể là quay tới lại cái con giá là 24.000. Ờ à, ok. 23.900 23.000, 22.000 lần Ok. Chứ ngay bây giờ là mình chưa ra ngoài những cái 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 gọi là xin lầy đâu, đừng có tưởng tượng là mình đã à, không bao giờ có thể quay lại những con số này thì đừng có suy nghĩ như vậy. Ok. À, mình sẽ đi đi theo thị trường từng giờ, từng ngày. Ok, từng ngày. Okay. À, mình đi xem. Ok những cái đồng altcoin vừa rồi là chủ nhật là nó có một sự gọi là bán rất nhiều nghe rất là nhiều có rất là nhiều đồng altcoin đã đã, đã 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 gọi là giá bị âm nghe gọi là rớt xuống bao nhiêu phần trăm riêng thông bitcoin thì nó vẫn giữ giá như vậy đó là bạn có thể thấy là nó vẫn như vậy thôi ok có những cái đồng altcoin vớ vẫn thì nó đang gọi là người ta bán lỗ muốn thấy để người ta đầu tư vô cái gì nó thật nhất ngay bây giờ ok um, Cẩn thận ngày hôm nay nghe ngay bây giờ chỉ là một giờ sáng của bên Mỹ thôi. Thì ngày hôm nay có thể là một ngày có thể bay bỏng bởi vì sao? Thường thường một là Bitcoin bán trước đúng không? Rồi altcoin sẽ đi theo. Nghe thường thường nó là vậy. Nhưng ngay bây giờ là vừa rồi altcoin đã bán, Nghe, đã bán thứ chủ nhật. Ok, thì đặt ra câu hỏi thứ hai Bitcoin có đi theo altcoin hay không? Ok, thường thường nó không là vậy nhưng um, nhưng những cái đồng những cái người sở hữu altcoin coi người ta biết gì mà mình không biết tại sao mà người ta bán gọi là bán bán rẻ bán thí như vậy ok có rất là nhiều đồng ao đã đã, đã rất ok à, và chút nữa mình sẽ đi lại những cái đồng altcoin những cái đồng ao mà thường xuyên mình cover á thì cái sự rớt của nó vừa rồi không có nghe không có ít rất là ít nhưng mà những cái đồng khác nghe những cái đồng khác thì giống như avalanche ok giống như mana ok vân 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 rất rất nhiều ok à, Nhớ nhớ là cái, cái 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 thống kê sẽ ra được 2 giờ, 2 giờ PM Eastern time thì dịch qua uh, ra cái giờ Việt Nam này. 2 giờ. Thì đây mình cho bạn luôn cái câu trả lời luôn khỏi mất công. Uh, thì nó là 1 giờ hả à, ta? Ok một giờ sáng hả, là Eastern Time hai uh, giờ hai giờ chiều, một giờ sáng nghe một giờ sáng Việt Nam, cái thống kê này sẽ được ra một giờ sáng một giờ sáng và cho những người nào mình muốn mình làm một cái phát trực tuyến lúc ông um, Powell ông ra ông phát biểu nghe, có nghĩa là lúc đó là khoảng hai giờ ba thường thường, cái thống kê ra nó không ai bay bổng nhưng giá Bitcoin và nguyên cộng đồng bay bổng thì lúc mà ông phát biểu là 2 giờ 30 Có nghĩa là 1 giờ 30 sáng 1 giờ 30 sáng nếu bạn muốn muốn mình làm một cái phát trực tuyến là mình ngồi đó với bạn cũng giống như những cái đợt vừa rồi ngày những cái đợt vừa rồi cho những người nào theo dõi cũ thì bạn, bạn hiểu đợt vừa rồi là ông nói cái gì là mình phân tích cái đó cho bạn và nhiều lúc những cái từ ngữ ông nói như vậy nó đẩy đưa cái thị trường ngay lúc giây ngay lúc đó luôn ok ngay lúc đó luôn thì nếu bạn muốn nếu bạn muốn tham gia cái phát trực tuyến đó, nếu bạn muốn mình làm cái phát trực tuyến đó. Ok. Nếu nhu cầu nhiều nhiều người thì mình sẽ làm. Ok. Hơn 50 người thì mình sẽ làm còn không có thì mình sẽ không làm. Ok. Thì nếu bạn muốn mình làm một cái phát trực tuyến lúc đó mà lúc bạn bạn tham gia cái đó là nghĩa là một giờ rưỡi sáng nha. Thì ghi bên dưới là bạn là người tham gia thì mình sẽ coi là sắp xếp thời gian để 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 làm cái công việc đó với 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 mọi người. Ok. Um, thường thường cái phát biểu là là một giờ rưỡi sáng Việt Nam mình á thì nó mới bay bổng lúc thống kê ra thì nó không có bay bổng cho mấy ok à, nó là vậy nghe à, về điểm sóng để mình đi lại vừa rồi hồi nãy mình có sửa vài cái sóng ok thì rõ ràng là vừa rồi là mình đang có cái trend màu xanh này đúng không để đi thì nhớ là để ý nó ok rất xa rồi và vừa rồi nếu bạn biết là vừa rồi nó có một sự đột phá nhỏ ở đây nghe okay, đột phá nhỏ ở đây ok và nó trùng hợp là nó đang nằm ở trong những cái sóng hồi những sóng lên của mình nghe nhưng đây uh, phải vượt qua con này mới, mới mới mình mới mới nói chuyện còn không có thì lại vẫn là xuống 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 kế tiếp uh, còn gì nữa ta vậy thôi anh uh, mình nghĩ đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn ok ngắn hạn thì bạn sẽ có một sự bay bổng nghe uh, nó uh, những cái sóng về điểm sóng thì vừa rồi mình có năm sóng lên ba sóng hồi màu xanh năm sóng xanh lên, ok ba sóng xanh hồi, ok thì ngay bây giờ là cái trường hợp kế tiếp và nó cũng đã bắt đầu luôn rồi là là năm sóng năm sóng đi lên vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này xin chào mọi người